Bếp ga âm Sunhouse SHB7736 có thiết kế hiện đại, sang trọng hay là nấu tiết kiệm thời gian. Mặt bếp ga bằng kính cường lực chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh. Đánh lửa IC hiện đại, tạo tia lửa nhạy, nhanh. Đầu đốt bằng đồng thau bền bỉ, cho lửa xanh, không đen nồi. Hâm nóng, hầm ít tốn ga với hai đầu hâm tiện dụng. Tự động ngắt ga đảm bảo an toàn cho người dùng tối ưu. Thương hiệu Sunhouse, tin cậy của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Bếp ga Sunhouse SHB7736 có thiết kế sang trọng với hai lò đun khoảng cách hợp lý, cho phép bạn nấu nhiều món ăn cùng lúc một cách dễ dàng và thoải mái. Các bạn có thể lắp âm bếp hoặc là đặt trên mặt bếp nhờ hai chân đỡ chắc chắn. Mặt bếp ga âm bằng kính cường lực sáng bóng, chịu nhiệt tốt và dễ vệ sinh. Đầu đốt bằng đồng thau bền bỉ, chống biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao từ bếp, cho ngọn lửa xanh khi cháy. Kiềng bếp 5 chân vững chắc được làm bằng gang có độ bền cao, giữ nồi chảo ổn định trên bếp. Thiết kế đầu hâm tiện dụng giúp bạn làm được món hầm, ninh, hâm nóng thức ăn dễ dàng và ít tốn ga. Tiết kiệm ga với lượng ga tiêu thụ chỉ 0,38kg trên giờ trên 2 lò. Núm vặn nhỏ gọn, dễ sử dụng và điều chỉnh. Hệ thống đánh lửa IC hiện đại cho tia lửa nhạy. Núm vặn dễ thao tác, cho phép bạn bật tắt bếp ga, điều chỉnh lửa tiện lợi và nhanh chóng, nấu ăn hiệu quả. Tính năng tự ngắt ga an toàn, khi có thức ăn, nước tràn xuống mặt bếp ga hoặc có gió lớn thổi qua làm tắt lửa, bếp sẽ tự động ngắt ga. Nhờ đó bảo vệ được người dùng, tránh các nguy cơ cháy nổ ga và kéo dài tuổi thọ cho bếp. Để sử dụng lâu bền thì các bạn nhớ là vệ sinh kiềng bếp và đầu đốt khi thấy cặn bẩn bằng miếng bọt biển, nước hoặc là dung dịch vệ sinh chuyên dụng nhé. Lau mặt kính thường xuyên sẽ giúp bảo vệ độ sáng bóng cho bếp tốt hơn. Bếp ga âm Sunhouse SHB7736 có thiết kế hiện đại, sang trọng, hai lò nấu tiết kiệm thời gian. Mặt bếp ga bằng kính cường lực chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh. Đánh lửa IC hiện đại, tạo tia lửa nhạy nhanh. Đầu đốt bằng đồng thau bền bỉ, cho ngọn lửa xanh, lượng ga tiêu thụ chỉ 0,38kg trên giờ trên 2 lò. Hâm nóng, hầm món ăn ít tốn ga với thiết kế hai đầu hâm. Tự động ngắt ga, đảm bảo an toàn cho người dùng tối ưu. Thương hiệu Sunhouse, tin cậy của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam.